mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tượng, và hôm nay của tượng của mình là tượng gấu kim cương. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng gấu ngôi sao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tượng nha. Hôm nay tượng của mình sẽ là tượng chú hải tặc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng hải cướp biển. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Gấu màu đỏ nha. Mình đã ra mọi người. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô mũ của hải tặc. Mũ hải tặc mũ của tượng này mình sẽ tô màu xanh nha. Phần tóc là mình sẽ tô màu nhạt hơn nhé, màu xám nhé. Đây phần tóc của mình nha mọi người. Phần tóc tượng của mình nhá. Phần tóc tượng của mình đây mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tô màu da mặt nhé. Màu hồng đây mọi người ơi, màu hồng đây. Hôm qua chất lượng sẽ là màu đỏ.
bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục tô gấu nha. Bây giờ mình tô gấu nha mọi người. Nữa phần mặt gấu của mình đây, phần mặt gấu của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, gấu của mình hoàn thành rồi này. Video của mình từ đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là tượng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, tượng của mình hoàn thành rồi. Đây, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là tượng của mình hoàn thành rồi nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé.